Chiếu Nga Sơn, Gạch Bát Tràng, Vải Tơ Nam Định, Lụa Làng Hà Đông. Chắc chắn là chị Tú Anh cũng đã biết đến câu ca dao này rồi chị ạ. Vâng, tôi biết những câu ca dao này và tôi biết cả đó là những cái sản vật mà để tiến lên vua hay là dâng đến triều đình của bậc vua chúa ngày xưa rất là ưa chuộng đúng không ạ? Vâng, rất là chính xác rồi ạ. Gắn liền với Thăng Long Đông Đô Hà Nội ngàn năm văn hiến thì làng cổ Bát Tràng là một trong 17 làng nghề nổi tiếng của kinh thành Thăng Long xưa và là làng Việt, nghề Việt cổ tồn tại và phát triển cho đến tận ngày hôm nay. Vâng, dưới đôi bàn tay tài hoa này, với sự đam mê cùng với quyết tâm giữ gìn phát huy nghề gia truyền của ông cha để lại, những người con của làng nghề hàng trăm năm tuổi đã biến gốm sứ Bát Tràng trở thành một sản phẩm tiêu biểu của chương trình Ô cốp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây cũng chính là những tấm vé thông hành đưa gốm Bát Tràng vươn ra những quốc gia khó tính bậc nhất ở trên thế giới. Chúng ta có thể kể đến như là Nhật Bản này, Hàn Quốc, Đức, Pháp hay là thậm chí cả Anh, Mỹ nữa. Và như vậy là cũng chúng ta cũng khẳng định được vị thế cũng như là giá trị của mình trên trường quốc tế. Nghệ nhân Hà Đức Tân là một người con sinh ra và lớn lên tại Bát Tràng, bởi vậy anh luôn dành một tình yêu đặc biệt cho gốm. Với mong muốn được giữ lửa truyền thống của quê hương, anh cũng đau đáu trăn trở làm thế nào để gốm Bát Tràng trở nên đẹp hơn, đặc biệt hơn và có thể vươn tầm thế giới. Trải qua mấy chục năm làm nghề, không chỉ giữ gìn được tinh hoa của cha ông, nghệ nhân còn bắt kịp xu thế đương đại, thổi hồn vào cho gốm. Nếu trước kia gốm sứ Bát Tràng chỉ có ba nhóm sản phẩm chính, đồ gia dụng, đồ thờ cúng và đồ trang trí với các đặc thù, cốt gốm dày, chắc, nặng, nung ở nhiệt độ cao 1.250 đến 1.300 độ C. Và chỉ có những loại men đặc trưng truyền thống như men lam, men nâu, men trắng ngà, men xanh rêu và men dạn. Thì nay, những nghệ nhân như ông Tân đã sáng tạo ra những sản phẩm độc đáo về chủng loại, mẫu mã với các dòng lục bào, hoàng lưu ly, đắp nổi, men gốm son đỏ, men gốm hồng sa, men đa sắc, men thấu quang, suối ngọc. Mỗi màu men mới không chỉ là để tô thêm sắc màu cho sản phẩm, mà nó còn là những giọt mồ hôi, trí tuệ và toàn bộ công sức dành cho từng sản phẩm gốm sứ Bát Tràng theo hướng hiện đại để đáp ứng thị hiếu tiêu dùng. Đây là một sản phẩm được 4 sao thì đây là một màu men thôi, nhưng cái ý tưởng của tôi làm ra là nó là suối ngọc, nó sự khởi nguồn. Và trên một cái bình này nó có biểu tượng như bầu trời, biển khơi, đất, nó cũng như là thiên địa nhân giữa con người và thiên nhiên. Thì mình phải bảo tồn cái thiên nhiên và mình mang cái thiên nhiên về nhà. Và mỗi một sản phẩm này tạo cho một người thưởng ngoạn nó được như là reset lại, như cảm giác như là mình chưa đến biển nhưng biển là ngay bên cạnh mình. Thì đấy là một cái chứng chỉ 4 sao. Nhưng đây một cái sản phẩm nó mang cái tính chất tâm hồn người Việt. Đây cũng là hoa sen nhưng mà lấy những cái bầu trời hay biển khơi rất là thiên nhiên để trang trí cách điệu của bông hoa sen đi. Nên nó tạo sản phẩm nó móc cái tinh thần hoa sen và tâm hồn người Việt. Hiện toàn xã Bát Tràng có gần 1.000 hộ tham gia sản xuất kinh doanh gốm sứ. Mỗi năm, làng gốm Bát Tràng có tổng doanh thu đạt hơn 2.000 tỷ đồng. Hiện có hai cơ sở sản xuất gốm của làng Bát Tràng đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công nhận sản phẩm Ô cốp 4 sao. Thời gian tới sẽ tiếp tục xét duyệt các tiêu chí, định hướng nâng cấp lên 5 sao. Đây được xem là cơ hội vàng để phát triển sản phẩm. Cái chương trình Ô cốp của thành phố Hà Nội cũng như là của Trung ương thì là đây là một cái chương trình rất là tuyệt vời. Bởi vì là thông qua các chương trình này để mà vinh danh được những cái sản phẩm nó có một cái giá trị cao, những cái sản phẩm tinh hoa mà chúng ta cần phải giới thiệu cho thế giới và trong nước. Chúng tôi đã đạt được những cái sản phẩm 4 sao, thì bây giờ để đạt được 5 sao thì tính đồng bộ còn cao hơn nữa và phải chặt chẽ hơn nữa về tất cả các nguyên nhiên vật liệu và tay nghề của người công nhân. Thì đều phải được rèn rũa, được nâng cấp thì mới đạt được cái bộ tiêu chí 5 sao của sản phẩm Ô cốp. Thông qua bộ tiêu chí của Ô cốp giúp cho các hộ kinh doanh định hướng được những bước đi tiếp theo, từng bước hoàn thiện sản phẩm để nắm bắt thị trường tốt hơn, khẳng định thương hiệu gốm Bát Tràng trên thị trường. Bên cạnh đó, việc tham gia chương trình Ô cốp sẽ đem đến nhiều cải thiện tích cực cho các hộ kinh doanh sản xuất gốm thông qua hoạt động truyền thông. Đây sẽ là động lực để những nghệ nhân và gần 1.000 hộ sản xuất kinh doanh gốm hoàn thiện các sản phẩm
để khẳng định thương hiệu của mình trên trường quốc tế, cùng chung tay vì sự trường tồn của tinh thần Việt, văn hóa Việt thông qua sản phẩm gốm Bát Tràng. Sự phát triển của làng nghề Bát Tràng là tâm huyết của những nghệ nhân, thợ giỏi, những người đã và đang cống hiến cho làng nghề truyền thống gốm sứ Bát Tràng nói riêng và nghề gốm sứ của Việt Nam nói chung. Và chúng ta có thể thấy rằng là Bát Tràng thì không chỉ là nơi mà chúng ta lưu giữ những tinh hoa văn hóa dân tộc mà còn chứa được những giá trị tinh thần to lớn nữa. Và giữa bộn bề cuộc sống tấp nập nhưng mà làng gốm Bát Tràng vẫn là một điểm đến, một chốn đi về bình yên của người dân Việt Nam.